Theo quy định của luật giao thông đường bộ, khi có tín hiệu đèn vàng, đèn đỏ, tất cả các phương tiện đều phải dừng lại, trừ trường hợp các bạn chỉ dẫn khác hoặc sự điều tiết của cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, tại các nút có đèn tín hiệu giao thông, có khá nhiều trường hợp người điều khiển phương tiện xăng máy phớt lờ chỉ dẫn, cố tình vi phạm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Cái đó thì nó quá nguy hiểm rồi anh. Khi mà thấy đèn vàng là chuẩn bị đèn đỏ thì mình phải dừng á. Tại vì cái giao lộ này nó lớn lắm, mà khi mà mình chạy ráng như vậy thì gặp xe đèn xanh người ta chưa dừng được á, thì dễ bị tai nạn. Cho nên là thôi dừng sớm cho nó chắc. Nhiều người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy luôn suy nghĩ rằng xe ô tô phải nhường xe máy mà không quan tâm đến việc điều khiển bất cứ loại phương tiện nào, cũng như phải tuân thủ luật giao thông đường bộ. Một số người khi di chuyển trên đường thiếu quan sát các tình huống giao thông, thậm chí bất chấp cả việc nguy cơ cao gây nguy hiểm cho chính bản thân mình. Nguyên nhân chính của các vụ tai nạn giao thông xảy ra với xe gắn máy theo phân tích vẫn chủ yếu đến từ ý thức của người tham gia giao thông. Việc vi phạm luật giao thông như vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chuyển làn đường không đúng quy định, giao xe cho người chưa đủ tuổi vẫn diễn ra phổ biến. Thứ nhất là tuyệt đối là gia đình là phải giữ xe chìa khóa rồi cho kỹ đi. Chứ còn nó không có phương tiện thì tụi nó cũng khó ra ngoài mà đi được, trước mắt vậy thôi. Chứ còn tụi này bây giờ mình cũng giải thích nhiều lần rồi thì nó cũng trong đầu nó cũng chưa suy nghĩ được gì nhiều đâu. Nó chỉ có xe là nó mới thực hiện được, còn không có thì cũng không đi đâu được hết. Đi đôi với cái việc tăng cường xử lý thì cũng tập trung vào cái tuyên truyền, nhóm tuyên truyền trong cái lứa tuổi học sinh sinh viên cũng như là lứa tuổi từ 31 đến 45 tuổi. Cương quyết đối với các học sinh sinh viên mà sử dụng xe không đúng độ tuổi đấy, điều khiển xe phân khối lớn, đặc biệt là cũng thường xuyên để phối hợp tổ chức về sát hạch cũng như là nâng cao cái kiến thức về giao thông trong cái lứa tuổi học sinh sinh viên. Trong bối cảnh người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông khá phổ biến, thì đề xuất tiếp tục tăng cường xử phạt nguội xe gắn máy như với ô tô đang nhận được sự quan tâm từ dư luận xã hội. Việc áp dụng các công nghệ hiện đại như camera giám sát, xử lý vi phạm tự động đối với phương tiện xe mô tô, xe gắn máy để tăng cường hiệu quả quản lý là hết sức cần thiết, đồng thời khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc giám sát và tố cáo các hành vi vi phạm luật giao thông và xử lý nghiêm đối với xe mô tô, xe gắn máy. Bên cạnh đó, để giảm thiểu tai nạn giao thông liên quan đến xe gắn máy thời gian tới, các ngành chức năng cần quản lý chặt chẽ hơn đối với việc cấp giấy phép lái xe mô tô, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ cho người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.